phê SK hưởng ứng làm bài nhạc như thế này mới là xứng kê đơn thuốc trị bệnh cho các thanh niên đã bị bệnh dị dạng bị choáng choáng là táng motherfucker. Mày bình thường ok bọn tao là dị nhân và chính vì thế bộ não bọn tao luôn bị nhang vì sao chất nhạc bọn tao luôn đầy năng lượng sao bởi vì trí tuệ không đến từ việc tăng lương cao. Dị nhân sống với nhau mà sống cũng chỉ vì thân lẽ tự nhiên mày ăn hoặc là bị ăn. Lịch sử loài người dù dài nhưng loài người thì suy nghĩ ngắn. Những phát minh đầy biến hóa và quỷ quyệt là tiến hóa hay hủy diệt tao không biết. Đào sâu câu chuyện một chút thôi tao không chết. Mà thế nào gọi là bình thường, mà thế nào gọi là dị thường khi mày là underground nhưng lại bắt chước nhạc thị trường. Còn tao là một thanh niên bình thường khác mày ở chỗ tao sống có lý tưởng. Và giờ sự thật nằm trong ánh mắt người quan sát là mày hay tao bị man mát. Và mày nói bán nghệ thuật thì phải gồng mình. Còn tao nói nếu sống tốt mới phải gồng mình. Tao nói thì bọn mày đồng tình, bọn mày hát thì như bọn đồng tình. Nhưng kẹp tiến loạn như tao là dị nhân. Còn bộ mặt mày biến dạng do lao mà bị dần. Họ gọi mày là dị dạng, tao là dị nhân. Hê hê, mày là dị dạng, còn tao mày là dị nhân. Ông mày bình thường ok bọn tao là dị nhân. Và chính vì thế bộ não bọn tao luôn bị nhang. Vì sao chất nhạc bọn tao luôn đầy năng lượng sao? Bởi vì trí tuệ không đến từ việc tăng lương cao. Ông mày bình thường ok bọn tao là dị nhân. Và chính vì thế bộ não bọn tao luôn bị nhang. Vì sao chất nhạc bọn tao luôn đầy năng lượng sao? Bởi vì trí tuệ không đến từ việc tăng lương không ngừng vì tình tình quyền lực địa vị đông chém nhau và sống giả tạo hơn kém nhau trong cuộc quay công nghiệp bị người thành robot muốn gia đình là mỗi lô cốt đội những cảm xúc phía trên bề mặt nếu tình yêu trong nhễ nhìn dè dặt đội lốt phải cứu xa cho tâm hồn lành ngắt rộng tuệch như bóng bay người nhân dạy công lý ẩn nấp cho bóng cây giống loài tự chi nhưng đi bằng đầu gối cầu nối đến hiện tại từ chối hiện tại theo vào đó là con cháu vô số hình nhân con rối điên dại cuộc sống này trở nên quá rồ điên. Tìm đến âm nhạc để rũ bỏ bớt đi ưu phiền. Vật thần nói âm nhạc có tổ hợp cuồng thanh đi qua những cảm xúc viết khúc chiết làm với cả cuộc người sáng tạo hay là sự thỏa mãn nhu cầu bản thân phong hoa tất cả lúc có quyền lựa chọn và tao chọn tạo nên lời tao như dao nhọn cạo lên trên mặt người như bước chân dạo bên đứa con tên mặt trời. Tao chọn lấy sâu sắc để một khi tao đi lũ fan ngoài chào và tao chọn lấy dị thường còn hơn tầm thường để từ tao hổ thẹn đái vào. Tao chọn lấy ít tiền nhưng mà được hài lòng hơn là bạc tỷ nhưng nghĩ về âm nhạc chỉ rẻ một vài đồng. Tao chọn như là hết cách chọn như là thất sắc nhưng để đưa làm lại tiền tao vẫn chọn là một bản nhạc rơi mất phanh. Và tân nói bọn tao dị nhân còn mày dị dạng bọn tao dị thường khi bọn tao chỉ là lý do để mày đi chửi âm nhạc thị trường. Bọn tao đéo chất thì còn ai âm nhạc bọn tao giúp mày vẫn còn cảm giác mày còn tay. Tao chẳng nói sai điều gì nghĩ sai là bởi đầu óc bọn mày có quá nhiều mì. Ê dị dạng như mày thì chỉ có thể dùng mắt chỉnh nhạc sẽ xấu hình tượng và mất cảnh giác là thành cứt trâu như thường. Hôm mai bình thường ok bọn tao là dị nhân. Và chính vì thế bộ não bọn tao luôn bị nhang. Vì sao chất nhạc bọn tao luôn đầy năng lượng sao? Bởi vì trí tuệ không đến từ việc tăng lương cao. Vì sao chất nhạc bọn tao luôn đầy năng lượng sao?